Rồi, xin chào tất cả các bạn. Nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để cài cái công cụ đặt hàng để cho hàng vào giỏ và tạo đơn hàng trên mình web site đặt hàng của mình. Thì bắt đầu thì các bạn đăng nhập vào cái tài khoản. Khi đăng nhập xong thì các bạn vào phần trang chủ thì sẽ nhìn ở đây. Bấm vào đây để xem vào cái store và trực tuyến và bấm vào đây để thêm vào Chrome, thêm tiện ích. Rồi thì chúng ta đã thêm xong và chúng ta lắp đi. Bây giờ chúng ta vào các cái link sản phẩm của chúng ta vào, ví dụ ba cái link này. Thì ở đây các bạn chọn cái thì chọn mà các bạn muốn mua đi. Đấy, xong rồi trang sức này, mình ghi chú là mua màu vàng. Số lượng thì các bạn muốn mua mấy cái, 6 cái đi cho vào đó. Đấy, thì các bạn muốn mua tiếp thì các bạn tiếp tục mua hàng. Chọn ra cái link này, mua hai cái đúng không? Cho vào giỏ. Đấy, các bạn muốn đặt hàng rồi thì các bạn vào bấm vào giỏ hàng này. Thì các bạn xem. Đấy, thì link số 16, link số 22 cái. Đấy, như vậy, rồi mình tắt cái link này đi, tiếp tục cho tiếp. Đây, mình chọn cái tùy chọn. Nhớ là chọn đúng cái tùy chọn cần mua các bạn nhé. Đây, xong chỗ này phụ kiện ô tô này thì chúng là mua đúng loại đây là mở gì đấy, xong số lượng một cái này cho vào đó đi, mình đã đi hay mình mua như vậy. Đấy, xong thì giờ em đang làm cái. Đấy, thì nó sẽ ra là ba shop này, hôm nay là mình chọn ba link thì ra ba shop, bốn sản phẩm tổng giá trị tiền hàng. Thì bây giờ mình đặt trước cái đơn này đi. Đấy, đặt vào đây xong mình đặt các đơn hàng đã chọn hoặc là đã tất, mình đặt các đơn hàng đã chọn nhé. Thì đây là có thông tin tài khoản, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng thì các bạn điền vào đây. Và muốn giao hàng thì ở đâu thì điền vào đây. Xong rồi đồng ý. Xong rồi hoàn tất. Đấy, thế xong. Thế thì hai cái đơn của các bạn nó đang ở cái mục là chờ đặt cọc. Việc tiếp theo là các bạn nạp tiền vào tài khoản của bên mình. Xong rồi khi có cái số dư rồi. Đây, số dư thì các bạn bấm vào đây. Lịch sử. Thì số dư đang là 0 đồng. Thì khi có số dư rồi thì số tiền đặt cọc đây, 510 là thành 715. Nạp xong thì các bạn ấn vào đây, đặt cọc. Đây. Rồi, cho các bạn mua hàng vui vẻ.